Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube của Kiên Hai Hen, kênh chuyên về đồ si hiệu, hàng thùng tuyển, đồ hai hen hiệu. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi với một cái series mới, một cái chương trình cũng như là một cái chuyến đi để mình có thể đi mở kiện những cái chiếc áo phông cổ bẻ mà mình sẽ thường mỗi khi mà mình đã từng lên cho anh em rồi, và hôm nay mình sẽ đi mở thêm một cái kiện mới nữa. Cái video này thì mình hy vọng là sẽ giúp cho anh em có thêm được những cái trải nghiệm để có thể lựa chọn cho mình thêm được nhiều những cái sản phẩm tốt hơn từ đồ si, và có thể hiểu được là đồ si nó đi như thế nào từ nước ngoài về và nó đóng kiện, rồi nó mở kiện ra phải chọn lựa như thế nào để có thể tìm ra được những sản phẩm rất là chất lượng, sản phẩm tốt để cho anh em có thể sử dụng. Và ngoài ra thì mình cũng muốn lan truyền một cái sứ mệnh, đấy là chúng ta đang góp phần vào tái chế những chiếc quần áo xịn sò mà vẫn còn rất là ok mà đã bị bỏ đi rồi, và chúng ta sẽ tái chế những cái sản phẩm đó giúp bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ trái đất. Và ok, chúng ta hãy cùng đi mở kiện thôi nào, let's go. Như anh em có thể nhìn thấy ở đây là mình đang có một cái kiện như này, nó được cỡ khoảng 500 cái, và tí nữa lọc ra thì chắc chỉ được khoảng 50-100 cái thôi. Rất là lâu và lựa chọn rất là kỹ càng vì nhiều, thực sự là đồ si thì có nhiều cái bị lỗi, và anh em nào cũng thích những cái mà 99%, 90% gần như mới, không lỗi gì cơ, nên là mình sẽ phải lọc rất là kỹ. Và đây là những cái kiện hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Mỹ nhiều gửi về đây, và mình sẽ mở cùng anh em lọc xem là có những cái siêu phẩm nào, và sau đấy mình sẽ lên video chi tiết để anh em có thể lựa chọn. Và video này thì mình chưa đo nên là anh em có gì đợi sau này mình sẽ lên video chi tiết. Ok, mình sẽ cùng anh em mở cái kiện này lựa chọn nhé. Hôm nay mục đích chính là đi lấy hàng thôi, tranh thủ quay một chút, hôm nay mùng 1 tháng 9 rảnh. Ok, let's go. Đây là lô mà mình đã chọn được. Đây là lô không lấy. Rất là nhiều. Ngày hôm nay thì có lẽ cái con đỉnh nhất là con này. Em nhìn logo này là của bếp, tem ở trên cổ áo đây. Em bếp, mỗi chiếc áo của bếp này bán khá là đắt luôn. Anh em có thể search
Em sắp xong rồi. Em quay một tí cái con bếp này. Đây tem vàng. Cúc cực kỳ xịn sò. Cảm ơn anh em đã xem video đến giờ phút này. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Kiên Hai Hen. Và nếu như anh em có nhu cầu liên quan đến đồ si, hiệu, hàng Thùng Tuyển thì anh em hãy kéo ngay xuống dưới phần mô tả để có thể liên hệ ngay với mình. Sự ủng hộ của anh em là động lực lớn nhất để mình có thể tiếp tục những cái video ở trên kênh Kiên Hai Hen. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.